Chào mừng anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh, trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 037 730 4018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Trong video này thì em xin giới thiệu và chia sẻ đến anh chị mình hai lô đất liền kề nằm một xẹt của con đường tỉnh lộ 9, cách 70m thôi anh chị nhé. Và em đang chạy đây chính là con đường tỉnh lộ 9, con đường kết nối giao thương giữa thành phố Hồ Chí Minh đi về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Từ đường tỉnh lộ 9 thì Biển Xanh rẽ tay phải đi vào vị trí hai lô đất hôm nay. Con đường này thì cũng được nhà nước là mới bang ra để chuẩn bị đổ bê tông cho nó sạch sẽ. Và vị trí hai lô đất ngay mặt tiền con đường này, hai lô liền kề có diện tích là ngang 4,5 và dài là 28. Hai lô là hai sổ hồng riêng, thổ cư 100%, sở hữu lâu dài vĩnh viễn. Giá giảm chỉ còn 1 tỷ 130 triệu đều là bao thuế phí công chứng sang tên. Vị trí hôm nay khi mà nhà nước đổ con đường này xong thì nó cũng sẽ rất là sạch sẽ để chúng ta đi lại và gần tỉnh lộ 9 anh chị nhé. Trên màn hình chính là hai lô đất Biển Xanh chia sẻ đến anh chị mình hôm nay. Từ bên cái bờ này mình đo sang hai lô anh chị nhé. Mỗi lô là ngang 4,5 và dài là 28. Giá giảm xuống chỉ còn 1 tỷ 130 triệu trên một lô là giá bao thuế phí công chứng sang tên và giá này là giá chốt. 1 tỷ 130 triệu là bao trọn gói thuế phí sang tên cho anh chị mình. Hai lô này có hướng đông. Anh chị mình nhìn thấy ruộng lúa vậy thôi nhưng mà đã lên thổ cư rồi. Anh chị nhắc đây là đất ở. Do là đất trống nên là người ta mượn người ta trồng lúa. Đã lên thổ cư rồi. Và cách mặt tiền tỉnh lộ 9 chỉ có 70m. Đường trước đất thì nhà nước mới bang ra để chuẩn bị đổ bê tông. Do là dưới Đức Hòa Long An này thì đang phấn đấu đạt đủ chỉ tiêu để lên thành phố, cho nên là tất cả các xã thì đều phấn đấu đổ đường bê tông, đường nhựa để lên nông thôn mới. Và hai lô đất thì có hướng đông nằm ngay tại đây, ngang 4,5 và dài là 28. Giá giảm xuống chỉ còn 1 tỷ 130 triệu là bao trọn gói cho mình. Do chị chủ đang là kiệt vốn làm ăn, cần bán gấp anh chị nhé. Quý anh chị mình xem được video này thấy phù hợp nhu cầu tài chính của mình thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc trên màn hình để mình xuống mình xem thực tế. Và những cái bất động sản mà nó còn đang xấu xí như thế này thì mình mua. Khi mà đường xá nó mọc lên thì mới có lời được nhiều. Còn nếu mà những vị trí đã đẹp sẵn rồi anh chị mình mua thì nó sẽ tăng giá không nhiều. Và những cái vị trí như thế này thì khi mà đường thay đổi thì giá trị ắt sẽ tăng. Quý anh chị quan tâm thì hãy gọi ngay cho em nhé. Chúc anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, bình an và gặp may mắn trong cuộc sống.